một sự kiện đặc biệt sắp diễn ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2023. Sự kiện thập kỷ, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Luxor Việt Nam. Luxor, hành trình 10 năm. Tại trung tâm tổ chức sự kiện Vạn Xuân Royal, thành phố Ninh Bình. Quy tụ hiệp hội các ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và hơn 200 khách mời đại diện ngành quảng cáo nội thất đèn LED đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc. Giao lưu và kết nối, đoàn kết và phát triển là cơ hội để Luxor Việt Nam tôn vinh tri ân đến đại biểu khách hàng, đối tác đã đồng hành cùng công ty suốt 10 năm qua, là nơi giao lưu, kết nối của các doanh nghiệp cùng chung chí hướng. Luxor Việt Nam, 10 năm vươn tầm.